Chào cả nhà nhá. Mình đang ở phiên tòa phúc thẩm, hôm nay là xử chị Huệ, đây là lần thứ 3 mình đã đến đây. Chị đứng ngoài cửa quay đi. Này, đừng có quát nhá. Quát từ nãy đến giờ anh là cái gì mà quát? Đâu đây em ạ? Hả? Ra ngoài kia. Quay. Mời chị ra ngoài quay. Tôi không cấm quay, mời chị ra ngoài quay. Dính cái gì? Thế dính cái gì? Ra ngoài. Mời chị ra đây này, đọc cái anh có biết luật không? Thế chị biết luật à? Đúng rồi, tôi biết luật, tôi mới vào đây. Đây, mời chị đọc. Đấy là cái thông báo của anh của tòa, còn bộ luật hình sự nó quy định là tòa công khai chúng tôi được vào. Anh hiểu chưa? Tôi không hiểu và tôi... Anh không hiểu tại sao anh lại mặc quần áo ở đấy để ở đây? Tôi không hiểu và tôi chỉ hiểu là ai có giấy tờ tôi vào, chị hiểu chưa? Đấy là việc của anh ra luật, đấy là việc của anh. Còn lại tôi nắm theo bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự nó quy định là tòa công khai, xử công khai thì là người dân được vào nếu có chứng minh thư. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đúng rồi. Cái gì cũng cẩn thận đấy. Cẩn thận làm sao? Dọa cái gì? Ôi đi tù hả? Đi tù vì những cái thằng nó xót luật như vậy thì cũng không phải sợ nhá. Làm sao chị vào cái gì? Chị đeo chính một khẩu trang đã. Chị đeo khẩu trang. Đây đây khẩu trang của em đây. Chị đeo khẩu trang, chị vào. Chị đeo khẩu trang, ra ngoài đeo khẩu trang đi đã. Chị ra ngoài, chị đeo khẩu trang vào đi đã. Mọi người đeo khẩu trang. Chị cứ ra ngoài đi. Chị ra ngoài, chị ra ngoài. Đây rồi, đeo khẩu trang đây rồi. Đưa cho cháu, bảo cô kia cô đưa cháu cái giấy sổ thăm khám. Cái phiên tòa của chị Huệ Như, em là người nhà của chị Huệ Như. Chị cứ ra ngoài đi, chị còn đo nhiệt độ nữa cơ, còn nhiều cái. Bây giờ ra ngoài đợi à? Chị cứ bình tĩnh, đang đo nhiệt độ đã mà. Chị cứ bình tĩnh, đang bình tĩnh nhưng anh này anh chửi tôi. Chị cứ bình tĩnh, chưa ai chị cứ ra ngoài của em gái. Chị thấy tôi chửi chị à? Mọi người bình tĩnh đã. Bà đeo khẩu trang con gái, bà đeo khẩu trang vào, bà cứ ra ngoài đi ạ. Đeo khẩu trang vào, tòa án thử không kìa, vào đây ạ. Đeo khẩu trang vào con gái của đây cô cầm hộ cháu. Đây này, chắc có bước con. Đấy nhá, các bạn nhìn thấy nhá. Một phiên tòa xử công khai, nó bảo đọc cái bảng này. Đây là trích nội quy cơ quan, còn nội quy cơ quan nó phải dưới văn bản luật. Tôi làm việc là theo quy định của bộ luật hình sự. Đây tôi đọc cho các bạn xem. Mà một phiên tòa xử công khai không cho người nhà của nạn nhân vào, người nhà bị can bị cáo vào thì tôi không hiểu là mặc quần áo như thế này là kiểu gì. Đây, xét xử công khai là một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động tố tụng hình sự, được quy định tại điều 18 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và được khẳng định lại tại Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi năm 2015. Điều 25 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, tòa án xét xử công khai mọi người đều có quyền tham gia dự phiên tòa trừ trường hợp là có quy định khác. Trong trường hợp đặc biệt cần phải giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục hoặc là bảo vệ người dưới 18 tuổi thì là có yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án mới xét xử kín. Nhưng mà khi mà tuyên án là phải tuyên công khai. Nội dung quy tắc này một mặt là thể hiện cái tính dân chủ, tạo điều kiện cho người dân tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của tòa án và các chủ thể tiến hành tố tụng, qua đó phát hiện những thiếu sót hoặc sai lầm trong tiến hành giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, của công dân theo quy định của pháp luật. Mặt khác, qua xét xử công khai còn có tác dụng tuyên truyền pháp luật cho quần chúng nhân dân. Như vậy có thể thấy rằng là xét xử công khai nhằm hoạt động đảm bảo cơ chế kiểm tra giám sát của nhân dân đối với hoạt động xét xử và tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật đối với người dân. Theo đó, trừ những trường hợp mà pháp luật có quy định riêng, tòa án xét xử công khai và mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa. Nhá, tôi đọc to cho anh nghe. Đã không biết thì biết thì thưa thớt, mà không biết thì rửa cột mà nghe. Đừng có cả vú lầm miệng em như vậy. Mặc cái áo kia là do dân trả tiền mà có đấy. Khi đến dự phiên tòa công khai, công dân cần đảm bảo những nội quy theo quy định sau. Là căn cứ điều 256 Bộ luật tố tụng hình sự năm 15, nội quy như sau: mọi người vào phòng xử án là phải mặc trang phục nghiêm túc, chấp hành việc kiểm tra an ninh. Tiến ơi, cố lên nhá.
Đây đây là Tiến, em Tiến nha, một trong hai bị cáo, bị can của cái vụ mà chúng nó vu cho tội gây rối trật tự công cộng, khi đơn giản là người ta chỉ đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân người ta, qua đó là các góp phần là đòi quyền và lợi ích hợp pháp cho 104 triệu người dân Việt Nam, cũng như là góp phần vào bảo vệ cái sự tôn nghiêm của hiến pháp và pháp luật, chống tham nhũng theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đấy, thế nhưng mà các bạn nhìn thấy xem, nó đã lợi dụng quyền hạn và lợi dụng quyền hạn và nghĩa vụ của nó để nó trà đạp lên quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tống dân vào tù nhá các bạn nhá. Thế mà khi mà hôm nay mà tôi là người, là từ khi chị Huệ bị bắt đến giờ, tôi đã là người thân duy nhất của chị Huệ, đi thăm nuôi thăm khám của chị hàng tuần. Đến bây giờ tôi mang cái sổ thăm nuôi thăm khám đi cũng không cho tôi vào nhá, không cho tôi vào. Mà tôi đọc các bạn đấy, điều 18 của Bộ luật Tố tụng hình sự rồi, một phiên tòa công khai nó là như thế nào rồi đấy, các bạn cũng vừa nghe tôi đọc đấy. Chúng tôi làm việc theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật, chứ tôi không làm việc linh tinh. Thế xong rồi nó quay ra, nó hôm trước thì bất lịch sự kêu là có biết chữ không, chỉ vào cái bảng của tòa ấy, có biết chữ không. Xong rồi hôm nay thì bảo ra ngoài mà đọc bảng, cái thái độ bất lịch sự, mất dạy, hiểu không? Cái thái độ hách dịch cửa quyền nó rất là ghét. Chúng tôi tôn trọng hiến và pháp luật Việt Nam, nhưng chúng tôi không tôn trọng những kẻ nào mà hách dịch cửa quyền. Nay tôi vẫn đeo khẩu trang để thứ nhất là cũng phòng ngừa cái dịch COVID. Không, phải nói thẳng ra là cúm tàu. Tôi vẫn đeo khẩu trang, và cái khẩu trang này thì các bạn cũng nhìn rồi, thấy rồi, nó thể hiện cái chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Đây là khẩu trang phản đối đường lưỡi bò, gạch chéo cái đường lưỡi bò đây, đường lưỡi bò của Trung Cộng ở trên biển Đông của chúng ta. Và thể hiện thứ nhất là đeo khẩu trang, thể hiện cái sự có ý thức với cộng đồng, phòng chống COVID. Thứ hai là thể hiện cái quyền và cái lòng yêu nước đối với chủ quyền biển đảo của dân tộc. Đấy. Các bạn chia sẻ cho tôi, hôm nay là phiên tòa xử phúc thẩm chị Đặng Thị Huệ, mà Facebook là Huệ Như, cùng với em Bùi Mạnh Tiến, Facebook là Không Hối Tiếc, với tội danh bị chúng nó vu cho là gây rối trật tự công cộng, khi em Tiến và chị Huệ đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp tại BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài, do Võ Nhật Thăng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hôm nay là lần thứ 3 tôi có mặt ở cái phiên xử này diễn ra. Hai cái lần trước là đã bị chúng tôi đã book vé cho luật sư bay ra, nhưng mà đã bị hoãn xử một cách rất là vô lý. Là ngày hoãn xử đầu, lần hoãn xử đầu tiên là ngày 13 tháng ngày 13 tháng 7, lần hoãn xử thứ hai là ngày 21. Cái thằng chủ BOT. Đây. Đây là Hùng 10, đây Hùng 10 là trưởng trạm Bắc Thăng Long Nội Bài nhá. Đây này, các bạn nhìn thấy mặt này. Những kẻ nào mà khốn nạn với dân ấy, cái này đời nó sẽ nguyền rủa chúng nó. Thằng kia trưởng trạm BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài, Hùng 10. Đúng. Đây hai thằng kia, một thằng là nhân chứng để tố cáo chị Huệ là không trả tiền, và một thằng là trưởng trạm Bắc Thăng Long Nội Bài, thằng áo vàng kẻ đây này, đấy là trưởng trạm Bắc Thăng Long Nội Bài Hùng 10. Các bạn thấy chưa, tôi đang live stream nên là mọi người đề nghị là đừng có gọi điện cho tôi nhé. Alo, vẫn ở chỗ cũ, đang live stream cứ gọi, vẫn ở chỗ cũ, vẫn ở cái chỗ cổng đấy.
nó không cho chị vào. Thôi chị đang ở đây, mọi người cứ vào đi, mọi người vào được mọi người cứ vào đi. Chị ở đây chị yêu cầu nó phải thể hiện thực hiện đúng luật thì thôi nhá. Đây một cái phiên tòa xét xử công khai mà ai vào người ta chỉ cần có chứng minh thư thôi. Và người ta phải nói là người ta vào đâu. Thế nhưng mà lại không cho người dân vào để tham dự phiên tòa. Vô lý. Tôi thực ra vào thì tôi không quay live stream và vào thì các vị không mất mặt. Nhưng mà không cho tôi vào thì tôi phải thể hiện cái đúng cái sự giám sát của tôi. Đấy là cái việc các vị thực hiện sai cái bộ luật hình tố tụng hình sự điều 18. Thế thôi. Đây này, những cái người như cô dân văn này này, hôm nay là cô cũng đến đây để tham dự phiên tòa của chị Huệ Như đúng không? Vâng. Đấy, nhưng mà nó cũng không cho cô ấy vào đây. Cháu cũng không được vào. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Xong nó dọa tôi là live stream cẩn thận để không đi tù. Sợ quá các bạn ạ. Sợ quá thì mất. Thật nhỉ? Chửi luôn. Khi chúng nó khốn nạn nó phải chửi luôn. Các bạn nhìn thấy đấy, luật tôi cũng đã đọc rồi nhá, mà lại một viên bảo vệ, thứ nhất là nguyên cái ý thức của những cái công chức viên chức, luật công chức viên chức là mấy cái viên bảo vệ này đã vi phạm rồi. Chưa cần nói là cái thái độ hách dịch dọa nạt, dọa tôi là live stream cẩn thận không đi tù. Thưa em đi dự phiên tòa. Nó bảo không có giấy mời, nó không cho vào. Thế không bảo anh cho cái giấy mời. Đây nó bảo ra đứng ra cổng đứng để đợi đo thân nhiệt đây. Tất cả những tôi thể hiện quyền giám sát nhất, tất cả những người vào từ nãy đến giờ, cái viên công an kia nói với tôi rằng là đi ra khỏi cửa để đợi đo thân nhiệt. Tất cả những người này vào nhá, tôi chưa thấy một người nào mà công an và những cái người ở đây chịu trách nhiệm ở đây đo thân nhiệt của họ đấy. Thế nhưng mà lại nói với tôi một cái kiểu ở trong live stream các bạn nhìn thấy rồi đấy, phát ngôn rõ ràng của viên công an kia là đo thân nhiệt, đợi đo thân nhiệt. Nhưng tất cả những người này vào đây các bạn nhìn thấy chưa, không một người nào họ thể hiện là họ đo thân nhiệt cả. Thế nhưng họ lại nói với tôi một đằng và họ làm một nẻo. Thái độ công chức viên chức như vậy là đã không thể chấp nhận được rồi. Các bạn biết Võ Nhật Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vietjet Cinemax. Tôi đã đăng ít nhất là chục bài về những cái sai phạm mà báo chí nó nói ầm ầm, nó đăng ầm ầm nhá. Tất cả các sai phạm trong hầu hết các dự án của Võ Nhật Thăng, của Vietjet Cinemax. Tuy nhiên là Võ Nhật Thăng không hề bị xử lý. Không hề bị xử lý, còn những người dân đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp như chúng tôi thì lại bị vu khống cho là gây rối trật tự công cộng. Thậm chí Võ Nhật Thăng đối với bản thân tôi đây, đối với bản thân tôi là
đã bị Võ Nhật Thăng cùng với lại chính quyền huyện Hoài Đức cướp 500m2 mặt đường 32, 500m2 mặt đường mà trị giá bây giờ của nó là 100 tỷ. Tuy nhiên là tôi đi khiếu kiện khiếu nại qua từ địa phương đến trung ương, đến bây giờ là có văn bản của thanh tra chính phủ, có văn bản gửi xuống chuyển hồ sơ của đại biểu quốc hội, nhưng mà không ai giải quyết cho tôi. Đấy là quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, 500m2 mặt đường. Đấy là quyền lợi riêng bị vi phạm nhé. Còn quyền lợi chung của tôi, đấy là khi tôi đi qua cái trạm BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài, tôi đã bị chặn đường khi con đường, khi mà chúng tôi không sử dụng dịch vụ của Vietjet Simex. Và tôi cũng như chị Huệ, cũng như nhiều người lái xe đi qua đấy đã thể hiện cái quyền của mình và thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với cái công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đấy là chúng tôi thấy sai phạm, chúng tôi chỉ ra sai phạm cho các cấp chính quyền để yêu cầu giải quyết. Khi các cấp chính quyền không giải quyết thì chúng tôi phải thể hiện đến những cái nơi mà nó xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi để thể hiện cái việc không đồng ý với cái việc bóc lột và đàn áp để cướp tiền của lái xe như là cái trạm BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài đã làm. Thế nhưng mà thay vì quyền lợi của chúng tôi được chính quyền lắng nghe, thì họ lại đi thêm một cái bước nữa là họ không nghe và họ quay ra là đàn áp những cái người mà chính ra là những cái người dân chúng tôi mới giúp cho địa vị của những cái lãnh đạo cấp cao được bền vững, được vững chắc bằng cách là chúng tôi đấu tranh chống tham nhũng để bảo vệ cái sự tôn nghiêm của hiến pháp và pháp luật, bảo vệ chính quyền. Thế nhưng mà họ lại không, nhưng mà tham nhũng và lợi ích nhóm nó đã câu kết với nhau và nó đàn áp, mà đuổi cùng giết tận những người dân chân đất mắt tuét như chúng tôi, những người dân thật thà như chúng tôi, để cuối cùng là một cái bản án cay nghiệt đã đối với chị Huệ sau khi chị bị đánh sẩy thai. Một bản án cay nghiệt là quàng lên cổ chị, bắt chị vì cái tội gây rối trật tự công cộng. Thực ra là các bạn biết là cái tội gây rối trật tự công cộng là trong cái bộ luật tố tụng hình sự ấy, trong bộ luật hình sự nó rất là tội, rất là nhẹ. Tội rất là nhẹ, nó không phải, mà nhất là điều 318 khoản 1 thì lại càng nhẹ, nhưng mà nó thể hiện một sự đàn áp rõ rệt. Đấy là nó cử, khi mà bắt chị Huệ là cử 150 người đến nhà, đến đại náo chung cư của nơi chị Huệ ở, lôi chị Huệ bắt đi trong lúc mà 8-9 giờ tối đêm rồi nhá. Sau đó thì là giam giữ chị Huệ đến 10 tháng mới xử. Khi mà xử sơ thẩm thì đổ 1.000 quân ra để ngăn người dân, không cho người dân vào tham dự phiên tòa công khai. Sau đó thì lại còn táng tận lương tâm đến nỗi là ngăn mẹ con, không cho mẹ con gặp nhau tại cái lúc nghỉ của phiên tòa công khai. Các bạn ạ, tại giờ nghỉ của phiên tòa công khai, ngăn mẹ con, ngăn tình mẫu tử cháu bé muốn lên gặp mẹ sau 10 tháng mẹ con xa cách, nhưng mà lại ngăn không cho gặp. Không một cái phiên tòa nào mà xử kể cả là ăn trộm, ăn cướp, kể cả giết người nha, kể cả khủng bố thì người ta vẫn để cho họ hàng thân thích gặp nhau. Nhưng mà đối với chị Huệ, một cái tội mà chúng nó đang vu khống cho chị không nhận tội, chúng nó đang vu khống cho chị, nhưng nó đã thể hiện sự táng tận lương tâm, sự khốn nạn bằng cách là ngăn mẹ con không cho gặp nhau trong cái giờ nghỉ giải lao của phiên xử sơ thẩm. Đến hôm đến tháng này, tháng 7 thì sau 2 lần hoãn xử, đây là lần thứ 3 tôi có mặt ở tòa đây. Sau 2 lần hoãn xử, đây là lần thứ 3 thì lại tiếp tục thể hiện cái sự đàn áp đối với chị Huệ là không cho người dân tham dự phiên tòa xử công khai vụ xét xử phúc thẩm của chị Huệ. Và khi tôi vào đây nhá, nó còn dọa tôi là live stream không cẩn thận đi tù. Live stream mà đi tù được à? Hả? Những cái loại ngu rót rót nát thì nó lại thường thể hiện cái sự hằn học đối với đời các bạn ạ. Live stream là thể hiện quyền tự do ngôn luận theo điều 25 của hiến pháp nhá. Thứ hai là cái live stream nó cũng đảm bảo cái điều khoản 2 điều 8 của hiến pháp, đấy là cái quyền giám sát của người dân, đấy là quyền tối cao đối với người dân trong một cái đất nước mà nó nói rằng là pháp quyền. Đấy các bạn ạ.
nhưng mà nó lại không cho. Nó lại không cho, nó cứ lúc nào nó cũng đuổi tôi, cứ như là tôi là hủi. Mà thực ra là những cái người dân như tôi để mà được sống và tồn tại mà đấu tranh được với những cái lũ mà mafia ấy, tham nhũng và lợi ích nhóm mafia đỏ đấy, là phải thực sự cực kỳ hiểu luật và bám cực sát theo luật. Nếu không là chúng nó sẵn sàng vu khống, đàn áp, bắt bớ và đánh đập các bạn ạ. Không những mà vu khống, nó còn đánh đập tàn tệ đấy. Các bạn nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé như chị Huệ, nó đánh đến sẩy thai nha, nó đánh đến sẩy thai tại ngay trạm BOT Bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài, thì không còn cái gì chúng nó có thể là không làm nữa, và nó cũng chẳng sợ cái gì khi trong tay của chúng nó có quyền và tiền trong tay. Thế nên tôi mới nói rằng tất cả 104 triệu người dân Việt Nam này lúc nào cũng có thể trở thành dân oan nếu như hiến pháp và pháp luật không được thượng tôn. Và chúng tôi ở đây hôm nay để đảm bảo rằng cái sự tôn nghiêm của hiến pháp và pháp luật phải được những con người ở đây mặc ăn cơm dân mặc áo đảng này tôn trọng và tuân theo. Đó, thế thôi. Chúng tôi không làm gì sai ngoài cái việc đảm bảo cái sự tôn nghiêm của hiến pháp và pháp luật. Đây là cái bộ rất là nhiều quyển hiến pháp. Đây là rất là nhiều những quyển hiến pháp. Tôi mang đi để phát cho bà con, phát miễn phí cho bà con, với một cái mong muốn duy nhất là luật phải được áp dụng. Nó lại cho giả. Đấy. Đấy. Đây, chúng tôi mang đi những quyển hiến pháp này. Quyển hiến pháp này, hiến pháp là văn bản tối cao. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất. Ở trên cả luật, trên cả văn bản dưới luật. Đấy, thế mà nó chỉ cho tôi một cái trích dẫn là nội quy cơ quan, nó chỉ là một cái nội quy, nó không có giá trị pháp lý và nó không có tính quy phạm ở trong đấy. Nó chỉ có tính quy phạm đối với những người ở trong cơ quan này nha. Còn đây là tòa án xây nên bằng tiền thuế của người dân, thì phải cái tòa án này trước tiên nó phải là đảm bảo đúng hiến pháp, thứ hai nó phải đảm bảo đúng, tuân thủ đúng các bộ luật. Và tôi cũng vừa đọc cho các bạn nghe rồi, điều 18 của Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định thế nào là một phiên xét xử công khai. Tòa án dân thành phố Hà Nội đây. Nhưng mà nó lại dẫm đạp lên luật và ỉa đá lên luật là nó không cho những người dân chúng tôi vào tham dự cái phiên tòa xét xử công khai phúc thẩm vụ án của chị Huệ Như nhá. Và hơn thế nữa, tôi lại còn là người nhà, tôi lại còn là có giấy đi gửi, có sổ thăm khám, sổ thăm nuôi, sổ thăm khám. Mà nó không cho vào. Những cái cảnh như thế này, khi những cái cảnh những người dân mà khắp nơi khắp chốn trên giải đất hình chữ S này đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp, khi tôi còn là bò, tôi đã không biết điều đấy. Tôi đã bây giờ có nghĩa là tôi đã hơn 30 năm làm bò, tôi đã không biết và bàng quan với những cái nỗi khổ đau của người dân mà chúng tôi gọi là đồng bào. Nhưng mà khi tôi thấy mọi người đứng lên, khi mà chúng tôi nghe theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước chống tham nhũng không có vùng cấm, và những cái người dân chúng tôi đã bắt đầu cái công cuộc chống tham nhũng đấy bằng cái việc chống BOT bẩn, phản đối BOT bẩn. Và khi chúng tôi lao vào cái công cuộc đấy với một mong muốn duy nhất là xây dựng, gìn giữ và phát triển cái đất nước Việt Nam này, thì chúng tôi nhận ra rằng quá nhiều cái sự bẩn bựa, sự khốn nạn, sự thối nát chứa đựng trong những cái BOT bẩn đấy. Và khi chúng tôi cất tiếng nói lên, chúng tôi cũng mong muốn rằng chúng tôi chỉ cho chính quyền những cái nơi mà tham nhũng và lợi ích nhóm đang hoành hành, để chính quyền giải quyết đi, hãy chống tham nhũng mà không có vùng cấm đi.
Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy đấy, không có một cái phản ứng nào rõ rệt từ phía chính quyền để thể hiện rằng họ chống tham nhũng cả. Và thay vào đó thì họ bắt những người chống tham nhũng bỏ tù. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao về cái công cuộc chống tham nhũng đấy? Có phải rằng nó chỉ là một trò mị dân? Nếu như nó không phải là trò mị dân thì hôm nay cái kết quả của phiên tòa xử phúc thẩm hôm nay phải mang lại công bằng cho những người chống tham nhũng như chị Huệ, như em Tiến. Khi tôi đến phiên tòa hôm nay, cái mong muốn duy nhất của tôi là muốn đòi lại sự công bằng, chứ tôi không muốn ở ngoài này để phải bức xúc, để phải nói lên những cái không thể chấp nhận được đối với một nền tư pháp bẩn, bẩn từ chánh án tòa án dân tối cao bẩn xuống. Chúng tôi không hề mong muốn điều đấy, chúng tôi chỉ muốn đến dự một cái phiên tòa công khai, được ngồi ở đấy để xem cái sự tranh tụng giữa đại diện viện kiểm sát và những cái người luật sư cho thân chủ mà chúng tôi đã thuê, cũng như là cái sự phán quyết công minh của tòa. Chúng tôi chỉ cần muốn thế thôi. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy rồi, nó thể hiện ngay cái sự đàn áp phủ đầu đối với những cái người như chúng tôi, là đòi hỏi phải có giấy triệu tập, phải có giấy mời. Các bạn biết phiên tòa công khai, người ta đến người ta thấy rằng là công khai, người ta đến để người ta thể hiện cái sự giám sát, thể hiện để học hỏi những cái quy định của pháp luật để biết điều nào đúng, điều nào sai, thì họ đâu có biết được là ai với ai để mà gửi giấy mời, và những cái người nào sẽ chịu trách nhiệm gửi giấy mời. Trong khi đó là hôm nay người nhà của chị Huệ không nhận được giấy mời. Đấy, người nhà của chị Huệ, người thân của chị Huệ không nhận được giấy mời. Thậm chí tôi đây có sổ thăm khám đây. Đi thăm khám, đi thăm nuôi chị Huệ ròng rã đến bây giờ là gần một năm trời rồi. Có nhận được cái giấy nào gọi là giấy mời đâu. Thế mà lại cứ đòi những cái thứ mà người ta không phát. Đòi những cái thứ người ta không phát cho mình thì lấy ở đâu ra? Tôi nói thật với các bạn là tôi cũng như các bạn, ba mươi mấy năm trong cuộc đời tôi, trước khi tôi chống tham nhũng, tôi không hề biết được đến những cái người dân tận cùng dưới đáy xã hội như thế này. Tôi không biết đến họ, tôi bàng quan với nỗi bất công của họ. Nhưng mà khi tôi lao vào công cuộc chống tham nhũng với mong muốn rằng đời con, đời cháu tôi sẽ được hưởng một cuộc sống là công bằng, dân chủ và văn minh, nơi đó pháp luật được thượng tôn, thì tôi mới thấy rằng những cái con người dưới đáy xã hội này họ đã bị chà đạp một cách dã man. Họ đã không có nơi nào để kêu, không có nơi nào để bấu víu. Mọi người phải hình dung là cho chúng ta ấy, phàm là con người thì chúng ta không thể được hai lần được sống trong đời, không hai lần được sinh ra trong đời. Thế nên nếu là đã là con người, chúng ta phải sống một cuộc đời là con người, chứ không phải là một cuộc đời như những con súc vật chỉ biết ăn ngủ đụng đi đấy. Và chúng ta cũng không thể sống một cuộc đời sống mòn, sống mà không biết là chúng ta sẽ đi đâu, về đâu. Như tôi đã từng nói, tôi lúc nào cũng tự hào về quá khứ, về hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc. Nhưng mà tôi lo sợ về hiện tại và mơ hồ về tương lai. Chúng tôi không biết là với cái việc tham nhũng nó khắp đất nước như thế này, thì liệu cái đất nước này có còn giữ được là tròn toàn vẹn lãnh thổ hay không, để cho đời con, đời cháu chúng tôi không phải làm nô lệ, không phải làm nô lệ cho ngoại bang, không phải bị ngoại bang áp bức, bóc lột. Các bạn ạ, đấy là những cái lý do vì sao mà chúng tôi
thể hiện cái quyền giám sát tối cao của những cái người dân chúng tôi đối với cái hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp của cái chính quyền này. Hôm nay đến đây với mong muốn rằng cái tư pháp này nó không phải là tư pháp bẩn. Và tôi mong muốn rằng người thân của tôi là chị Huệ và em Tiến đây được sống trong một cái xã hội mà pháp luật được thượng tôn. Chứ không ai đến đây tôi cũng không bị dỗi hơi nha. Tôi cũng không bị rảnh háng để tôi bỏ công bỏ việc. Tôi bỏ con cái bé nhỏ của tôi ở nhà để đến đây để phải đứng ở đứng đường đứng chợ như thế này các bạn ạ. Chúng ta như tôi đã nói, chúng ta lên tiếng không phải là chúng ta phản động. Chúng ta lên tiếng vì chúng ta là con người, chúng ta có lòng trắc ẩn, chúng ta thấy sai trái bất công, chúng ta phải cất tiếng nói. Có thể hôm nay không được, có thể ngày mai không được, có thể tiếng nói của chúng ta bị đàn áp. Nhưng chúng có thể chúng nó đi thêm những bước nữa là đối với những người mà cất tiếng nói phản đối sai trái bất công có thể đối mặt với những ngày tù tội. Nhưng nếu các bạn im lặng, các bạn còn phải đối mặt với cả tính mạng, cả sự hy sinh cả tính mạng, không phải cho đời các bạn đâu, đời con, đời cháu các bạn. Nếu như pháp luật không được thượng tôn, nếu như quyền tiền trong tay, quyền lực có trong tay những kẻ có tiền và có quyền, thì liệu rằng các bạn có đảm bảo rằng các bạn có thể nắm tay từ sáng đến tối để không trở thành dân oan, để không trở thành những cái dân oan dự bị không? Thế nên là chúng tôi ở đây hôm nay với mong muốn cái kết quả phiên tòa này, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi nói nhiều tôi cũng rất là mệt. Kết quả phiên tòa này phải căn cứ trên cái quy định của luật pháp và phải xử theo luật nha, chứ không phải xử theo tiền. Rất là nhiều người bà con dân oan, là chị Huệ thì trước khi mà bị chúng nó đánh sẩy thai và tống tù là chị đã rất nhiều lần đi làm từ thiện. Hai chị em chúng tôi bằng tiền túi của chúng tôi đã đi làm từ thiện rất là nhiều lần. Khi chị Huệ vào tù, một mình tôi cũng bằng tiền túi của tôi cũng đã đi những cái bước đầu hỗ trợ bà con dân oan. Thế nên lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách đùm lá nát và lá nát thì đùm lá tả tơi. Hôm nay họ đến đây để thể hiện cái sự chung tay, sự ủng hộ, đứng bên cạnh chị Huệ trong những cái lúc, trong những cái hoàn cảnh mà như tôi nói có thể trả giá bằng những ngày tù. Nhưng mà tôi tin rằng công lý sẽ được thượng tôn. Chúng ta sống là để hướng theo hướng thiện và hướng theo cái công lý và lẽ phải, chứ chúng ta không phải sống chỉ để ăn, ngủ, đủ ị và sống cho qua một kiếp người. Đây là bà con dân oan. Họ đi đâu? Chắc là đi uống nước. Đi uống nước các bạn. Đây, cái thằng kia nó bảo chúng mày đi để bẩn thủ đô. Con đấy là cái nhóm của Trần Siêu, chính cái thằng áo kẻ đỏ đấy. Đấy. Nó bảo đi. Con đỏ nó lên mạng nó bảo là đáng kể viên tòa xử vậy như xong rồi. Nhưng mà là do cái nhóm Trần Công nó u đến phá rối. Đấy. Đâu cái thằng Trần Siêu đâu là cái thằng nào? Con nó có nó quay nó gây rối cho thằng tao rồi, tưởng ai là Trần Siêu. Tôi đây. Nhóm của con nó quay nó nhanh tay vậy nó không ra trong tôi đây. Cái chỗ khác kia kia nó đi qua nó lại bảo là chúng tôi là các bà ở đâu đi đến đây có việc gì, chúng tôi của chúng tôi mất đất mất nhà của 63 tỉnh thành đến đây. Không, đến đây rồi. Có vừa đây. Thế thanh tra chính phủ ra thì nó bảo là các bác về nhà đi đến đây cho nó bẩn thủ đô. Là coi như chắc nó đã sạch được bằng mình chắc. Không mà 3 tấn. Nó lại bảo là bẩn thủ đô. Chắc nó chắc 3 tấn thành bị mất đất mất nhà. Giờ đang học vấn ở đấy mà 3 4 thằng cho 3 4 đứa rồi 3 đứa. Trung ương. Chúng tôi có đông tố cáo. Có đông tố cáo quan phòng. Bắt cướp nhà nhân dân chúng tôi. Mà nhân dân chúng tôi có dụng luật lực thanh tra chính phủ.
nhân dân chúng tôi có đơn tố cáo là làm nên làm thấu thân tại tỉnh thành phố. Nhân dân chúng tôi đi đến đây ủng hộ những người là coi như những người đã làm mất hết, chúng tôi ủng hộ. Chúng tôi đến đây là tòa án ủng hộ. Như vậy, quả nhân là bị con như cái đồ kia. Nhân dân chúng tôi, đuổi nhân dân chúng tôi dân đây và không cho chúng tôi đi. Như vậy nhà cái tòa án này, cái tòa án thư lý cho pháp quý hay là tòa án để bị minh pháp. Chỉ cho em cái thằng chồng chính là thằng nào. Nhân cho tôi ăn bên mặt nhân dân chúng tôi không chỉ là được quyền, người ta mới nói được quyền. Bởi vì nhân dân tôi là tôi đẻ cái điều hành này không phải pháp mà là công khai. Thì chỉ có giấy mời không em ạ? Không, nếu mà công khai không phải giấy mời chỉ cần giấy tuyên thân là được vào. Nó bảo vệ ai cũng vào được như vậy, tuyên tòa tòa nhỏ như vậy là không phải ai người ta cũng rảnh háng để người ta đi vào tòa cả. Tòa là của dân, thì dân có quyền được vào. Cả tuyên tòa to như vậy sao không được vào? Nên em không biết cái thằng này, em biết thằng này thì em cầm vào mặt nó luôn. Nó đây nó chặn vào hết ba bốn thằng, nó chặn như nó chặn và nó chạy nó chặn. Không được chặn dân dân chúng tôi nha. À vậy nó quay là sai rồi. Ông làm cái gì mà ông chặn dân còn chúng tôi? Nó tại vì con bé thì em cứ hò, còn nếu không em cầm vượt luật thì em sẽ đập vào mặt nó. Em đỡ. Hiến pháp chị để ở kia. Không em có mà. Dây hiện nói đến hiến pháp chúng tôi em lúc này em mang đây. Nó nghĩ là ở cái cấp đấy là nó phỏng vấn ông. Lúc nó chặn đi chẳng hay. Đó bị chuyển cái hiến pháp gì? Cháu vừa mới mang ở đây nhưng mà không biết nó đâu rồi. Nó đi hiến pháp. Thì lúc nào trong người em tuy không hiểu luật nhưng mà lúc nãy em trong người em hiến pháp. Nếu bác không hiểu luật chúng ta là thực hiện đi hiến pháp. Bất cứ nơi nào em có trả lời đây. Không ai ngăn cản nhập dân chúng tôi. Nếu mà yêu cầu, chỉ yêu cầu tòa xử theo đúng cái hiến pháp này. Đừng ngồi sớm lên hiến pháp tôi là được. Tại vì hiến pháp tôi là quyền lực cao nhất của Quốc hội ban hành ra. Hiến pháp là quyền lực của Quốc hội ban hành ra mà. Yêu cầu tòa xử theo đúng hiến pháp là thôi. Thằng kia thằng xin luật viên à. Hôm nay mấy hôm bao năm nằm bò chưa đụng độ với dư luận viên, đại dư luận viên hôm nay để tôi xem là Trần Siêu hay là Ấm Siêu xem là như thế nào. Siêu sao được đâu. Không biết hôm nay cái túi hiến pháp của chị này bà đấy bà mang đi đâu nhỉ? Bà đấy đâu được nhỉ? Mua hộ chị chai nước thì bà đi mang xử chai nước của chị đi rồi. À thằng kia thằng Trần Siêu à. Đấy. Mệt mỏi. Này còn kêu là toàn nhỏ chút xíu hay bao nhiêu người vào. Tiền thuế của dân thì dân được vào, sao lại bà không được vào? Nhưng cái loại mà ốc nó là ốc chó thì nó chỉ vậy thôi. Ốc to người thì to, ốc nó phải to. Không hiểu gì. Đây này những cái cô mà các bạn nhìn thấy chưa, những cái cô này là vừa bệnh vừa già vừa yếu vừa không tiền mà vẫn phải lọ mọ như thế này. Nếu các bạn là con người Việt Nam gọi nhau hai tiếng đồng bào, liệu các bạn có thể bàng quan nhá với những con người này không? Mở giúp chị với. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị mục nát, chúng tôi chuyên ép dẻo, ép plastic công nghệ cao, ép chứng minh thư bằng lái xe, đăng ký xe, con bé này em đâu trông nó không lạc mất là chết luôn đấy. Bé tí bé xíu như này, bé tí bé xíu như thế này cũng phải đi cầm cho em. Bé tí như này cũng phải đi đòi đất đòi nhà với mẹ. Chẳng có một cái đất nước nào mà đấy bảo là bảo vệ quyền trẻ em. Có ban, có bệ, có cát, thuể loại lủng củng lung tung. Nhưng mà những cái đứa bé nhỏ xíu như này nó không phải là trẻ em hay sao các bạn? Cũng phải đi theo bà, đi theo mẹ để đi đòi quyền. Đấy.
không biết xe chở chị Huệ đến chưa nhỉ? Chưa, chắc chưa. Cháu cũng không biết nữa. Đang lúc nãy, từ nãy giờ đang thể hiện quyền giám sát để quyền được tham dự phiên tòa là một cái quyền chính đáng của người dân ở đây nên là không để ý rồi. Xe không biết là chị Huệ đến chưa? Tôi kể cho các bạn nghe. Nó không cho tôi vào tòa thì tôi ngồi đây. Tôi ngồi đây tôi kể cho các bạn nghe. Kể cho các bạn nghe hành trình gian khổ của chị Huệ cũng như là của tôi. Đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp. Đi đòi quyền được đi lại trên những con đường quốc dân đồng bào. Điều 23 Hiến pháp quy định rằng là công dân có quyền tự do đi lại. Chúng tôi là những người dân không vi phạm luật, không bị lệnh quản chế hạn chế gì của tòa. Chúng tôi được quyền tự do đi lại. Nhưng cái quyền đấy đã bị Võ Nhật Thăng và những kẻ bảo kê cho Võ Nhật Thăng, những kẻ để cho cái trạm BOT bẩn đấy tồn tại, nó cướp mất. Nó cướp mất cái quyền được gọi là quyền đi lại tự do trên những con đường của quốc dân đồng bào. Khi chúng tôi phát hiện những cái điều sai trái đấy, do báo chí và dư luận nói rất nhiều, thậm chí trước những cái cuộc đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi thì báo chính thống, thậm chí những cái cơ quan chính thống như là đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, những cái nhà trí thức khác đã lên tiếng, thậm chí chính Bộ Giao thông Vận tải đã 3 lần gửi văn bản kiến nghị dỡ bỏ trạm BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài. Thì dựa trên những nền tảng chúng tôi đọc được trên báo và dựa trên những cái quy định trong đối với cái một cái hợp đồng BOT, dựa trên cái nghị định 108 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tất cả những cái đấy chúng tôi đều đọc bằng luật. Và chúng tôi phát hiện ra rằng cái trạm BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài này nó đã đặt không đúng chỗ và đặt nó đã không đặt ở đấy là không đúng quy định của luật pháp. Đấy là Võ Nhật Thăng của Vietjet Cimex đã xây dựng một con đường tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên cách cái nơi đặt trạm thu phí 40 cây ở thuộc một tỉnh khác, nhưng mà lại mang cái trạm thu phí về đặt trên con đường Võ Văn Kiệt, là con đường thuộc Hà Nội, thuộc địa phận Hà Nội. Và cái con đường Võ Văn Kiệt đấy nó đã được hoàn vốn trước năm 2007. Trước năm 2007 nó đã kết thúc cái hoạt động thu phí hoàn vốn đấy. Thì đáng nhẽ ra khi mà kết thúc cái hoạt động thu phí hoàn vốn đấy thì là phải dỡ bỏ cái trạm thu phí đấy để trả lại con đường cho quốc dân đồng bào, trả lại những cái gì mà người dân chúng tôi đã đóng trong suốt từ năm 1997 khi mà bắt đầu thu phí đến năm 2007. Là chúng tôi hồi đấy là có một trạm chính và 4 trạm phụ, tất cả những con đường đổ, những cái đường nhánh đổ ra đường Võ Văn Kiệt đều lắp trạm thu phí, một trạm chính là trạm Bắc Thăng Long Nội Bài và 4 trạm phụ. Và thậm chí những cái xe máy, các bạn ở đây ở Hà Nội các bạn biết rồi, thậm chí những cái xe máy người ta cũng... Tôi đi ra đây để cho khỏi đấy. Thậm chí là xe máy các bạn phải trả tiền. Xe máy các bạn cũng phải trả tiền khi mà lưu thông đi trên con đường Võ Văn Kiệt đấy. Thì những cái đồng tiền mà xây dựng lên con đường đấy là chúng tôi đã trả cái thuế, cái phí hoàn vốn rồi. Và đáng nhẽ ra là phải dỡ bỏ. Thế nhưng mà Võ Nhật Thăng cùng với bè lũ tham nhũng lợi ích nhóm đã vẫn lợi dụng cái trạm thu phí đấy để tiếp tục thu phí hoàn vốn cho một con đường cách đấy 40 cây. Đấy là con đường tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên mà chúng tôi, những người dân Hà Nội chúng tôi nói riêng và những người dân cả nước nói chung không hề sử dụng dịch vụ của cái trạm thu phí của cái con đường đấy. Thế nhưng mà nó vẫn thu. Sau đó thì là khi người dân chúng tôi phát hiện ra được cái điều sai trái quấy đấy thì chúng tôi đã
ngày 18 tháng 12 là người dân chúng tôi đã thể hiện cái sự không đồng ý cũng như là chung tay với chính quyền để chống tham nhũng, là người dân chúng tôi đã phản đối công khai cái trạm thu phí đấy và yêu cầu là tạm dừng thu phí cũng như là dỡ bỏ trạm. Thì song song cái việc phản đối đấy, chúng tôi bắt đầu là gửi đơn. Huệ Như vô tay, Huệ Như vô tay, Huệ Như vô tay, Huệ Như vô tay. Chúng tôi đã bắt đầu bên cạnh cái việc là dựng những cái lều lán tạm bợ ở gần cái trạm thu phí đấy để thể hiện cái việc không đồng tình với cái trạm thu phí, cũng như là để cho chính quyền biết rằng đấy là cái khúc mắc của người dân. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm những cái đơn kiến nghị, đơn đề nghị, đầu tiên là đơn đề nghị, đơn kiến nghị, sau đó là đơn khiếu nại, đơn tố cáo đối với tất cả những cái cơ quan nào mà có liên quan, có nghĩa vụ đối với cái việc dỡ bỏ cái trạm thu phí đấy. Thế nhưng mà trong suốt 3 tháng trời, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, chúng tôi không nhận được văn bản nào từ phía chính quyền ngoài những cái văn bản đe dọa, dọa nạt đối với chúng tôi. Và ngày 15 tháng 13, ngày 15 tháng 3 năm 2019 là không câu không từ, không báo trước. Hô nào, hô bà con đến đây hô đi. Huệ Như vô tay. Huệ Như vô tay. Công an ơi. Huệ Như vô tội. Huệ Như vô tội. Huệ Như vô tội. Đấy, cái xe tù này này. Huệ Như vô tội. Chắc là sắp đưa ra đấy. Để cháu ra đây cháu quay cho nó rõ. Tôi tạm thời tôi ngắt cái hành trình của chị Huệ nhé, để tôi quay những cái cảnh mà chị Huệ xuống xe và để mọi người cũng biết rằng là chúng tôi thì đến gần một năm trời rồi, chúng tôi chưa nhìn thấy mặt chị Huệ, cũng không biết là sức khỏe của chị thế nào. Từ một người phụ nữ rất là năng động, xinh đẹp và hiểu biết pháp luật, sống rất là chan hòa và có trách nhiệm với cộng đồng, thì đã bị biến thành những người tù tội, những người tù đấy, những gương mặt tử tế bị tống vào nhà lao rồi mai đây đất nước còn những gương mặt nào. Đấy, các bạn ạ, tôi tiếp tục cái câu chuyện của tôi. Khi nào chị Huệ chị ra thì mọi người hô to lên để cho chị nghe thấy. Một cái lời động viên của chúng ta là một cái liều thuốc rất là tinh thần, rất là bổ ích cho chị trong những lúc mà đối diện với tà quyền, đối diện với những kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn và để trả thù cái việc chống tham nhũng của chị Huệ. Huệ Như vô tội, Huệ Như vô tội, Huệ Như vô tội, Huệ Như vô tội. 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 Chị mặc váy cái sao chứ? Chị mặc váy. Huệ Như vô tội. Dạ công ạ. Chưa vào. Luật sư chưa vào. Không. Mặc áo xanh. Vô rồi nha. Chưa xuống, cô họ chưa cho xuống. Người nhà chưa vào thì người nhà chưa vào. Chưa xuống chị ạ. Không, không người nhà có ai được vào đâu. Không được vào, nó không gửi giấy mời, nó không cho ai vào cả. Người nhà không được vào. Ông kia ấy, ông đang có. Kiểu vào đâu. Kiểu mặc lại. Nào chuẩn bị hô nào.
À, nó chưa cho xuống. Một cái đất nước nào trên thế giới này lại đối xử với con người mà xâm phạm chà đạp cái quyền con người dã man như ở đây. Một người chưa bị xử tù và một cái bản án là một cái tội nó cũng rất là nhẹ mà đối xử như một kẻ đâm thuê chém mướn giết người khủng bố. Đúng. Ngăn cản người nhà không được vào, ngăn cản người dân không được vào, ngăn cản mẹ con không được gặp nhau. Tại vì nó vô tội mà. Tại vì nó vô tội nó mới không cho vào. Thằng Hùng 10 kìa, thằng Hùng 10 nó đang đi ra đấy. Các bạn nhìn thấy chưa, khạnh khạng chưa? Nó không biết nó giàu được hơn ai. Mà nó vênh vác thế, đừng nắm tay từ sáng đến tối, không nắm tay được đâu. Loại ăn cắp và ăn cướp. Những cái loại khốn nạn ăn cắp và ăn cướp mà cứ vênh mặt lên nhìn nó muốn nhổ cho vào mặt. Đây nhá, Hùng 10 với thằng con đây là nhân viên của trạm Bắc Thăng Long Nội Bài, trạm BT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài. Nó sẽ đặt xử ở đây, nó sẽ mang chị Huệ ra đây. Hoặc là nó cho vào cái lối kia. Các bạn thấy không, theo cái điều 31 của Hiến pháp quy định rằng những cái người mà có mà như một người chỉ được coi là có tội khi mà đã có một cái bản án có hiệu lực của tòa nhá. Thế mà tòa chưa xử, chị Huệ đang kiện ra tòa nhưng mà nó lại sẵn sàng chà đạp lên quyền lợi ích của chị là tống chị vào tù đối với một cái tội danh mà không đáng để đi tù nhá. Đối tội danh mà không đáng để đi tù theo điều 60 của bộ luật tố tụng hình sự hay là bộ luật hình sự hay là bộ luật tố tụng hình sự là những cái trường hợp nào mới phải đi tù nhưng mà nó sẵn sàng điều 318 khoản 1 nó sẵn sàng bắt chị Huệ đi tù. Đưa nước đây. Công khai mà lại không cho người ta vào, vô lý thật. Người nhà cái họ to lên đóng thuế, chúng mày ngồi liếm này, chúng mày ngồi mình hại dân như được đéo gì. Giết dân này, dân là tốt. Giết dân, giết nước, giết. Đấy. Theo điều 60 các bạn cứ tra cứu giúp tôi điều 60 những cái trường hợp nào mà phải bắt tù. Khoản 1 đối với những cái người trường hợp mà tù dưới 2 năm thì là không phải bắt đi tù cho đến khi mà bản án có hiệu lực. Thế nhưng mà nó sẵn sàng nó cử 150 quân đến. Hệ như vô tội. Hệ như vô tội. Nó dẫn đi số khác à? Đấy. Thậm chí nó sợ đến nỗi mà nó không dám cho chị Huệ đi qua mọi mặt mọi người. Làm sao mà phải thế? Hả? Làm sao mà phải thế? Thôi được rồi con ạ, để chết đi thôi. Cô làm sao vậy? Coi cô vào cô đó cô ấy dậy. Đây. Chán. Một cái đất nước cứ bảo là của dân do dân đầy vì dân mà đến người dân đến dự tòa đây.
nó tống hết ra ngoài cửa không được vào thì nó bắt không cho dự thì nó bắt ở ngoài đấy. Đến nỗi mà các cô các bà mệt quá nằm lăn cả ra đây. Tôi cũng chán, tôi cũng chả biết nói thế nào với các bạn nữa. Chưa vào à Tiến ơi? Chưa vào à? Chị Huệ đâu? À nó nhét vào đấy để nó đợi mọi người đi rồi nó lại dẫn ra. Đấy gọi là mưu hèn cái bẩn. Làm sao mà phải thế? Thì dẫn người ta đi đoạn hoàng cho nào? Cho anh em họ hàng người ta biết mặt đi nào? Người ta có ăn cắp giết người đéo đâu. Đấy nhá, chống tham nhũng đây các bạn à. Các bạn nhìn thấy chưa? Một người viên chức đang công ăn việc làm ổn định, gần mấy chục năm công tác trong nghề, nhưng chị đã đứng lên theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để chống tham nhũng mà không nề hà, không quan tâm đến cái thiệt thia hơn mất mát của chính bản thân mình. Nhưng mà cuối cùng chị được gì? 10 tỷ của Tổng Bí thư có được lĩnh không, hay là phải trả giá bằng những ngày tù tội? Nhưng nếu cho chị chọn lại, chị sẽ vẫn chọn con đường đi về phía công lý các bạn ạ. Không tao bảy vào thì mày nằm đấy mày nhìn. Không dậy được. Tao ra thì bảy ra. Làm cái gì? Ừ, ăn đây ông ăn đó đi. Biết Huệ Như không? Chưa ra. Đang ở trong mà tông cùng. Bà đi vào chỗ xe đi. Bye. Bà Liên này. Chưa cho ra. Bà Liên bảo đi xin đâu được. Cháu bà đi ăn rồi. Con ơi, cho bà lên cái xe đầu đó bà mang cái xe mát thôi nhá. Cho bà ấy làm tí, cho bà ấy ngồi tí. Làm đi chân thì làm cho ai? Làm việc thì làm đi chân thì làm cho ai? Xét xử ai? Tôi kể cốt với không đưa nó xét xử. Người oan. Đấy nó dạ tôi là livestream là đi tù. Thế bà cụ này cũng bảo cho lên cái xe tù ngồi một tí, nằm một tí, nó lại không cho. Đấy. Dọa ai? Đừng dọa những người hiểu biết như chúng tôi nhá. Dọa mai trẻ con thôi. Học hết cấp 3 chưa? Mới học cấp 1. Anh Lục. Đó. Anh Lục đi vào được á? Theo vào cái xe lấy rồi. Ừ. Tôi ký nhầm cái ông đấy mà cô Huệ xuống là nè, cái xe đấy. Ông đi ở theo cái xe đấy. Cô Huệ xuống là không thở thì đất nó cày thì đi đâu về đâu Đảng ơi. Cứu dân với Đảng ơi. Cứu nước, cứu Việt Nam. Cứu đất Việt Nam, chuẩn bị cú dít đấy. À, Tiến kìa, Tiến vẫn ở ngoài, chắc là chị Huệ. Đây, yeah. Em Tiến đây. Tiến là một người mà cũng... Mấy thằng chó cái dịch vụ kia nó bảo là quyền hiến pháp này là giả, không còn đúng sự thật. Bảo nó bây giờ mày với tao lên phường nha, mày với tao lên công an phường. Nó mà biết mấy xe kia đã, mấy xe kia là bắt mày đầu tiên ấy, mày là bảo quyền. Bảo nó mày với tao lên công an phường. Bây giờ quyền hiến pháp này đứa nào là giả bắt hay. Lại ngu rớt, lại vục đầu vai vướng vai u thịt bắt mồ hôi dầu nằm trùng trâu gối đầu chửi dễ.
nó lại bảo là quyển hiến pháp là giả. Nó bảo quyển hiến pháp này là giả bà con ạ. Đây, bây giờ tôi bảo không nói nhiều. Đây là hiến pháp của Việt Nam chứ không phải là hiến pháp của Trung Quốc, cho nên là nó là cái loại bưng mơ cho từ Trung Quốc, cho nên là nó bảo là hiến pháp giả. Giả là đúng rồi, giả của Trung Quốc, mà đây là của Việt Nam. Đấy là giả đấy, chính tỏ là bà Kim Quốc làm giả của hiến pháp này. Đấy là nó là dân Trung Quốc, chúng nó là dân đá đất nào, không phải là dân Việt Nam của Trung Quốc. Nhưng mà chính tỏ bà Kim Quốc làm giả đó của hiến pháp này. Bà ấy già, thứ nhất là phải biết tôn trọng người già. Có cái ghế đây không phải là nhà anh, cho người ta ngồi một tí thì làm sao? Của nhà nước thôi, bây giờ mình đây đuổi người dân ra, không cho họ vào tòa tham dự tòa. Không cơm không cháo có khi chết ngoài đường như là cụ gì đấy, ai bắt được đi tù thì bắt đi cụ Châu. Cụ Châu đấy chết đường chết chợ khi chưa đòi được quyền lợi như cụ Châu ấy. Cơ quan này cũng là xây bằng tiền thuế, cũng có tiền của bà đấy. Không phải nhà của các anh đâu mà các anh giữ như này, giữ tổ nhà các anh ấy. Cho bà anh ngồi nhờ một tiếng được cái sao? Bà này mà có nhà cửa gia đình. Dạ, bà biết bà yêu lấy cổ hết của bà, bà mới đi kêu qua. Bọn ăn nhũng cốt đất của bà mới đi kêu qua, có biết không? Cả con đập không phải là đưa ra bánh luôn đi. Có nhà mà để cho ăn cướp ở đây ngồi. Người có tập, có quyền mà cũng bị bọn tham nhũng nó cướp á. Thấy chưa nào? Bắt bọn tham nhũng. Một giỏ á? À. Nó vào rồi nhưng mà nó chưa dẫn vào trong phòng xử, nó sợ mọi người hô hệ như vô tội nên là nó không dẫn, nó cứ nhét ở kìa. Các bà ơi. Ơi có khẩu trang nhà chị, có khẩu trang, bà cho bà cái. Đây bà ơi, bà. Ai đưa cho bà cái này. Cô ơi. Đi ra ngoài lên đi, không biết là cái gì. Đưa khẩu trang cho bà lại còn cái thái độ
gì đấy? Thái độ gì mà tiếp dân bảo đưa cho bà khẩu trang ấy, không ra cấm cho bà lại còn... Bà ấy đi, bà ấy còng, bà ấy đau chân như vậy, người ta đưa khẩu trang cho bà ấy rồi phát cái gì? Bắt đi không được là mình người trai tế để đưa khẩu trang đây. Đây, chung cho bà, chị đưa cho bà ấy. Bà ngồi đây, bà ra đây. Chúng tôi đưa cho bà khẩu trang mà tập kia nó quát. Ông nhà là này mày. Các anh bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân mà tại sao lại đến một tin tức này? Các anh đây làm thế nào anh biết được tôi đây là sao? Tôi không thể mua khẩu trang. Đây, đưa. Thằng điên. Khẩu trang sạch sẽ như thế này, mới tinh như thế này mà kêu là không biết khẩu trang thật hay giả hả? Nó điên. Toàn bưu hèn cái bẩn vớ vẩn. Đâu nó đâu? Thằng điên nào đâu? Cái thằng mặc... À cái thằng kia hôm nọ nó cho tôi lên YouTube đây. Đây. Cái thằng điên nó trên đây có phải là hai ba hàng chuối không? Ai là gánh cầm? Đâu thằng nào nó bảo hiến pháp giả? Kia. À nó là Trần Siêu đấy à? Không biết nó sống ở đất nước nào. Trần Siêu đây, chứ không phải Trần Siêu đấy, à, cha. Đây là Trần Siêu à? Nói tôi nói cái gì mà nói mà Trần Siêu? Hả? Thế làm sao? Thế làm sao tự nhiên nói tên Trần Siêu, Trần Siêu đây? Nổi tiếng quá thì anh nổi tiếng quá, bọn em đã. Thế nói tên thì làm sao? Thì nói tên thì ảnh hưởng đến nói ông, tên là Trần Siêu à? Nói tên tôi. Bố mẹ anh đặt cho anh. Tên ông là ông đeo bẹo ở đây à? Ông chúng anh thế nào? Ông chúng ông là Trần Siêu. Hả? Tôi hỏi xem Trần Siêu là ai? Hả? Tên hỏi Trần Siêu, Trần Siêu nó đeo. Thế ông đấy là ông chúng ông là Trần Siêu. Ở trên thế giới này nói mình ông đây là Trần Siêu à? Chúng nó đến đây là gây rối. Đấy bà. Thế làm sao? Ông dưới mặt là tôi làm sao? Này đến đây biết làm bức xúc cho bà con, cho dân. Xong bắt đầu đúng chuyên mà nó bảo tôi gây rối. Tôi chưa biết ai là Trần Siêu thì tôi hỏi đám sao? Ai hiện pháp đây? Ai hiện pháp giả? Trần Siêu nổi tiếng quá, người ta hỏi đám sao? Ai hiện pháp giả? Hỏi tên người ta chứ? Hỏi tên tôi làm gì? Cái gì? Hỏi đám sao? Hỏi tên tôi làm gì? Nhìn đến gây rối cho tôi, bắt đầu vu tôi, chúng tôi đảm bảo tôi gây rối nha. Đấy, bà con trong đồng mạng nhìn đây, bộ mặt của chúng nó đây. Làm sao? Thế cha đang gây sự à? Còn đến bảo tự nhiên đến đây. Tôi bảo ông à, sao ông cứ vơ vào người này? Đổi tôi, chúng tôi gây rối nha. Cái thằng này nó là dư luận viên hết cả. Hả? Muốn là cái gì kệ mẹ chúng nó nha. Muốn là cái gì kệ mẹ, kệ tổ chúng mày chứ. Làm chúng tôi ước chế để bảo chúng tôi gây rối nha. Thế như vơ tôi, thế như vơ tôi, thế như vơ tôi. Ê nhân vô tôi. Công an đâu? Xem hiến pháp để nói thế giả. Mà quân để bảo hiến pháp giả. Yêu cầu công an ra xem hiến pháp là có hiến pháp quốc hội nước Việt Nam giao chủ nghĩa đâu? Mà quân để bảo hiến pháp giả. Yêu cầu công an ra đồng bộ. Hiến pháp này thật thì hiến pháp giả, có nhắm mắt không? Đây, bọn này nó đến đây rồi, vu tội gây rối, chúng tôi gây rối ở đây. Nó bảo hiến pháp giả đây. Thằng kia là? Đúng, máy lần này nó quay, trong máy có, nhá. Yêu cầu của anh ra đây để chứng minh hiến pháp này thật thì hiến pháp giả. Mà chúng nó bảo chúng tôi, người nó vu tội, chúng tôi gây rối. Đây, bọn nó quay, bây giờ nó đến đây, gây rối, nó vu tội, chúng tôi đã gây rối ở đây. Không bị chứng nhận. Bây giờ yêu cầu chúng ta phải làm đó, yêu cầu chúng ta làm đó, đây, yêu cầu chúng ta làm đó, cái vấn đề này, đến đây quay bên chụp ảnh còn vui thôi, chúng tôi gây rối. Cô ơi, cháu bảo bọn nó mưu hèn kế bẩn, nó làm cháu phân tâm, cô đứng ở đây, hay khi nào chị Huệ chị ra, cô bảo cháu để cháu quay về đây nhá. Còn cái thằng mấy thằng này là nó định mưu hèn kế bẩn, nó làm mất tập trung của cháu. Tại sao để cho chúng nó quay hình chụp ảnh, chúng nó đầu nó bảo chúng tôi sẽ gây rối. Xem cô hay. Cái đó nó đàn chúng tôi bức xúc này, chúng ta đâu có làm ra, triệt để bọn này không. Cái hiến pháp nào thật là cái hiến pháp của Việt Nam là có làm được mà coi như cái hiến pháp là cái hiến pháp giả, cái hiến pháp là 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 thật.
này thì rẻ như ba đồng nhị. Tôi nói là tôi không dính dáng gì cả, tôi chỉ xem thôi. Không dính dáng đừng có chửi tôi, chửi tôi là không được đâu. Tao chửi mày ấy đi mày. Hả? Mày thì tôi chỉ đứng đây tôi xem thôi. Thì tôi nói gì đâu? Đi mẹ mồ mà. Thì tôi có nói gì đâu, tôi nói gì đâu. Tao đi đây, mày đi thôi, ăn tí tiền mày khá rồi. Thôi nói chung là không. Này, này sao đánh vào già mày? Tao thằng kia mày đánh vào già mày. Mày mày định làm gì? Mày đâm tao đi, mày đánh trả tao. Mày bảo tao gây rối. Mày bảo gây rối nhá. Bà Diện là cháu không? Vâng, có biết là bà Diện là cháu không? Mày 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 bảo tao chúng ta đi. Mày bảo tao gây rối đâm mày bắt lâu nha. Đâm mày bắt lâu nha. Đấy dân người ta không dám đâu, níu cổ mày tao nhân mày lồn lên. Không, mình phải live stream chứ, để chị Huệ em ra em xem chị Huệ chị có ra không. Huệ ra rồi, Huệ đi vòng đường kia mà, đi đường kia. Đi không, đường nhưng kia. Mà nó đang nhờ, giữ ở trong cái kia kìa. À, vẫn ở trong cái xe. Vâng. Cái bản bây giờ mình phải đứng đây để mình xem chị Huệ bọn nó tàn làm như vậy để phân tâm em thôi. Nó làm phân tâm em xong em quay ra kia là nó dẫn chị Huệ vào. Đầu đen cái mẹ, đầu đen của bác kia đang đứng sao? Bây giờ chúng mày có chọn xem không? Đầu đen của bác không này. Đầu đen rất là người ta không thiếu nha. Chuyện này là người ta không thiếu, bản thân tao bây giờ thiếu nha. Chuyện này tao không muốn nói, nhịn mày cho tốt tao. Không. Đây này, sao những cái cháu bé nhỏ xíu như thế này này, các bạn này.
những cái cháu bé nhỏ xíu này, trẻ con như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Con tôi ở nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng mà các bạn phải nhìn những cái cháu bé như thế này, nó cũng là trẻ con, nó cũng được sinh ra và nó cần phải được sống trong một môi trường mà có cha thương mẹ dưỡng, và nó phải được đi học hành đầy đủ. Nhưng các bạn nhìn thấy xem, nhà cửa của dân oan họ cướp, chúng nó cướp hết, nó đẩy những cái cháu bé này, ông bà, bố mẹ và cả các cháu bé này ra đường. Thì nếu như bạn gọi nhau 2 tiếng đồng bào nhá, nếu như bạn gọi nhau 2 tiếng đồng bào thì bạn có quan tâm hay là bỏ qua những cái hoàn cảnh, những cái cảnh đời gọi là dưới đáy xã hội như thế này hả các bạn? Hả? Đây. Đây, đây có biển đỏ đây. Các bạn nghĩ xem, các bạn nghĩ đi. Đẩy một gia đình. Nếu đây là dân Trung Quốc, đây, nếu đây là dân khác, tôi không quan tâm vì tôi không phải là đồng bào của họ. Nhưng đây là những cái người đồng bào của tôi. Tôi có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có tình thương. Hả? Mấy nhà Hải Phòng nó xuống. Hải Phòng là mấy anh từ tí nữa. Anh cứ yên tâm đi. Bên cạnh em còn rất nhiều người bảo vệ. Để xem nó định làm gì. Bạn bè em nhá, mọi người ở đây có nhiều lắm, có hết ở đây rồi. Nó định dở mưu hèn kế bẩn gì? Tuyệt đối tránh vào đám đông nhá. Không, mọi chị em tuyệt đối tránh vào đám đông. Đây luật sư Pháp thì vẫn chưa vào. Vậy chắc là 11 giờ. Anh Pháp là bảo chữa cho em Tiến. Anh bay từ anh bay từ miền Nam từ Huế ra. Còn anh Mạnh thì bay từ miền Nam ra. Đánh sao chị con mình ở trong quán kìa, trong quán nước đầy kìa. À, đấy, tôi nói, tôi tiếp tục cái hành trình đi tìm công lý của chị Huệ nhá. Từ cái ngày đang nói dở hôm nay là ngày 15 tháng 3. Đi ra đây, ra đứng đây. Từ cái ngày 15 tháng 3 các bạn ạ, khi mà nó hạ barrier để nó thu lại ấy, thì là người dân chúng tôi không chấp nhận cái điều đấy. Thì chị Huệ và tôi có đi lên đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình, miễn là chúng tôi đi qua đấy với mong muốn là chúng tôi đi qua đấy mà chúng tôi không thể sử dụng dịch vụ thì chúng tôi không phải trả tiền. Khi đó thì là chị Huệ cũng đang đi làm, chị Huệ là một viên chức nhà nước. Thì chị cũng đang đi làm nhưng mà chị đã phải tranh thủ, chị đã phải đổi ca cho người khác để làm. Và chị đi lên để đòi quyền và lợi ích hợp pháp. Thế thì khi mà chị đi qua thì nó nhất quyết là nó ép chị Huệ phải trả tiền. Thì chị đã hỏi hôm đấy, các bạn xem cái livestream ấy, có cái câu là tôi hỏi tất cả các anh hãy chỉ cho tôi là cái cơ sở pháp lý nào để thu phí cho cái trạm Bắc Thăng Long Nội Bài, để trạm Bắc Thăng Long Nội Bài để thu phí cái clip đấy. Các bạn thấy chưa? Thì đấy, thì khi mà chị Huệ chị ấy hỏi như vậy thì nó mang tất cả những cái máy phá sóng và các cái lực lượng chức năng hôm đấy phải là 500 quân ra đứng đầy kín các cái làn thu phí của cái trạm Bắc Thăng Long Nội Bài để ép những người lái xe đi qua đấy buộc phải trả tiền. Ngày 15 tháng 3 khi mà sau 3 tháng xả trạm thì trạm Bắc Thăng Long Nội Bài hạ cần barrier thu lại. Đấy. Mấy thằng dư luận viên nó đi báo công an để đến đây bắt những cái người dân những cái người dân oan mà người ta yêu cầu được vào xử phiên tòa và người ta phản ứng tại vì là dám nói cái quyển hiến pháp người ta cầm trên tay là hiến pháp giả. Các bạn ạ, đấy để xem mưu hèn kế bẩn của nó này, nó dở trò chưa? Nó ra gây rối với mọi người nhá. Ôi thật là tởm lộng. Nó ra gây rối với mọi người xong nó đi nó báo công an để công an vào đây để xử lý những cái người như này và vu cho tội gây rối trật tự công cộng, thật là tởm lợm và buồn nôn.
quá tẩm lợ và buồn nôn. Một cái chế độ mà như thế này thì chấp nhận làm sao được. Người dân chúng tôi muốn ị vào mặt những các cái loại mưu hèn kế bẩn. Để xem nào, để xem nó định làm gì. Mình cứ đứng đây mình xem. Mình cứ đứng đây mình xem người ta. Đấy, mọi người thấy chưa? Ai ra đấy quay lại stream đi. Quay lại stream cái tội nó dám đổ cho là những người dân, người dân Việt Nam cầm cái quyển hiến pháp trong tay là hiến pháp giả. À thế là thôi, nó lừa em rồi, chị Huệ đi vào trong xứ rồi. Đây nó toàn làm chúng tôi mất tập trung thôi. Ơ, chắc chắn. Em sảnh ra một cái đi ra khỏi đây là nó dẫn chị Huệ vào là nó dẫn chị Huệ vào đó. Huệ vào tòa rồi. Có ai được vào? Không, nó có trai vào đâu mà. Chị đâm nào? Đâm mà. Chả có tin gì cả, chỉ biết thế thôi. Gia đình có vào thăm này quà gì? Qua thì thôi em ạ, gửi đồ được thôi, đồ được thôi chứ không được gặp luật sư chưa được gặp. Có phải là án hình sự bình thường đâu? À, ôi thưa, luật sư, đây là luật sư Lê Đình Việt, anh Việt ơi! À, đã xử chưa? Chưa à? Anh ra đây nói với mọi người một tí tại vì không cho em vào. Hả? Tòa chưa xử, chị Huệ đã đi vào chưa? Đã dẫn giải chị Huệ? Vẫn đang ở xe hả? À, đấy. À, đấy nhá, các bạn nhìn thấy nhá. À, đấy, các bạn nhìn thấy luật sư, chỉ được mỗi luật sư vào thôi, còn là... chỉ có luật sư, người nhà đây, chị đi thăm nuôi, chị có sổ thăm khám đấy, nó còn không cho vào thì ai nó cho vào. Chưa, mình vẫn phải đứng đây. Vào tòa rồi, chị không còn ngồi ở bên nữa, mình không còn nhìn được cái gì nữa. Không, tí nữa nó còn phải dẫn vào đây, cổng này chị. Vào trong phòng thăm... kia kìa, cái phòng kia kìa. Cái phòng kia kìa. Thôi em, không. Sáng ngày thấy chị lai chị vào trong đấy được. Không, chị có vào được đâu. Đi, đấy nhá, các bạn nhìn nhá. Tôi tiếp tục này. Tôi tiếp tục cho các bạn cái hành trình đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp của chị Huệ. Thì ngày 15 tháng 3 năm 2019, chị Huệ đi qua đấy thì nó đổ 500 quân ra, cả thường phục và sắc phục, cộng với lại máy phá sóng để nó bắt ép những cái người lái xe đi qua trạm thu phí đấy mà không sử dụng dịch vụ thì đổ ra rất là nhiều công an nhá, công an kín đường để chuẩn bị lại mưu hèn kế bẩn. Tôi thấy là quá tởm lợm và khốn nạn. Một cái phiên tòa công khai không cho dân vào, tôi người thân chị Huệ đây nó cũng chẳng cho vào. Xong rồi nó lùa mấy bọn dư luận viên, mấy thằng đầu trâu mặt ngựa, vai u thịt bắp mồ hôi dầu, nằm trùng trâu gối đầu chổi rễ ra, xong là nói những cái người cầm quyển hiến pháp trên tay là hiến pháp giả, nó gây sự ấy, nó cố tình gây sự, nó làm cho chúng tôi bức xúc ấy. Cái quyển hiến pháp do chủ tịch quốc hội, do quốc hội ban hành, nó lại bảo là hiến pháp giả. Ở đâu người ta điên mà người ta làm quyển hiến pháp giả? Đấy là một cái bẫy để cho người dân bức xúc, là người dân sợ người dân bức xúc quá. Đấy các bạn thế xong rồi người dân chính những cái thằng đấy tôn trọng quốc hội thì càng dễ bị sa vào cái bẫy gây rối trật tự công cộng. Những cái thằng đấy nó đi nó báo công an ra để nói những cái người đây là người ta gây rối trật tự công cộng trước tòa. Tại sao phải dùng những cái mưu hèn kế bẩn như vậy? Tôi là người học đại học, không những một bằng mà hai bằng, tôi biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nhưng mà chỉ vì cái tôn trọng cái lời nói của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà chúng tôi đứng lên chống tham nhũng để không được gì, để mất tất như thế này. Nhưng mà để chọn lại, chúng tôi vẫn chọn con đường đi về phía công lý các bạn ạ. Thì tôi phải phân biệt được đúng, sai. Và tôi không bao giờ giống như những con súc vật chỉ biết ăn ngủ đủ ý, mà tôi phải biết cất tiếng nói trước những sai trái bất công. Đấy là bản chất con người tôi và tôi không thể làm khác.
chúng mày đi ăn cắp, ăn cướp đất nhà tao nhá. Đất mặt đường nhà tao 500 m², chúng mày đi ăn cắp, ăn cướp mà lại bảo tao là ba que à, ba que cái mả cụ của mày. Cút. Không, tôi hiền thì hiền thật, nhưng hiền với bột, không ai hiền với ma. Nếu chúng ta im lặng trước áp bức bất công, đời con, đời cháu chúng ta sẽ rất khổ. Và chúng tôi làm những công việc như thế này cũng chỉ một tâm niệm, một mong muốn duy nhất là pháp luật được thượng tôn trên một cái đất nước mà được gọi là đất nước pháp quyền. Thì hiến pháp và luật pháp phải được thượng tôn, và chúng tôi cũng chỉ mong rằng cái phiên tòa này xử chị Huệ, xử em Tiến đúng luật, có vậy thôi. Đúng vậy. Chị Huệ này bị bắt thì còn chị Huệ khác, còn rất nhiều người. Anh Nam bị bắt còn chị Huệ, còn rất nhiều người. Chúng ta sống trên đời chỉ được sống một lần duy nhất, thì cái việc chúng ta cất tiếng nói và sống sao có ý nghĩa với đồng bào, với quê hương, với tổ quốc, đấy là mới là cái điều đáng quý, chứ không phải là sống mòn các bạn ạ. Thế nhá các bạn nhá, xin chào. Tôi nghỉ một lúc tại vì tôi rất là mệt, tôi không được khỏe và cũng không được bền sức như những các anh chị cô chú dân oan này. Và tôi chỉ đi khi quyền lợi của chúng tôi bị xâm hạm. Tôi chỉ đi khi là tôi là một người mà chịu trách nhiệm về mặt pháp luật ở bên ngoài để cho chị Huệ. Tôi cũng là người thăm nuôi, thăm khám và chịu trách nhiệm tất cả những cái vấn đề về luật sư cho chị Huệ. Thì cái việc tôi đến dự tòa là cái điều đương nhiên, đấy là quyền của tôi. Nhưng chúng nó đã xâm hại những cái quyền cực kỳ cơ bản của tôi. Quyền được đi lại trên con đường quốc dân đồng bào, quyền được dự tòa, quyền được tự do ngôn luận. Tất cả những cái quyền cơ bản của một con người được gọi là human right ấy, đấy, nó đều xâm hại hết. Thì trách nhiệm của tôi và tôi phải đòi lại những cái quyền mà chúng tôi đã bị chúng nó cướp mất. Mọi người chia sẻ, tôi sẽ ở đây để theo dõi cái phiên xử, cũng chỉ mong luật pháp được thượng tôn, có thế thôi. Xin chào nhá, xin chào.